Lễ khai mạc tuần phim kỷ niệm 80 năm đề cương về văn hóa Việt Nam 1943-2023 sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ tối nay 25 tháng 2 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia Hà Nội. Tuần phim giới thiệu những bộ phim có đề tài chủ đề về văn hóa, về Chủ tịch Hồ Chí Minh, về đất nước con người Việt Nam, phát hành và phổ biến những bộ phim đặt hàng từ nguồn ngân sách nhà nước, phục vụ nhiệm vụ chính trị. Sau lễ khai mạc, bộ phim Bình Minh Đỏ được chiếu mở màn cho sự kiện này. Giấy mời sẽ phát hành từ 16 giờ đến 20 giờ hàng ngày tại quầy thông tin Trung tâm Chiếu phim Quốc gia cho đến hết ngày 3 tháng 3.